うわあ。Mọi người thấy là cái ghế này của Mộc ấy, làm ấy là làm dấu khớp mộng rồi. Nên mấy ghế này ấy, rất là cứng. Và bạn muốn thể hiện một đẳng cấp khác biệt ấy, thì bạn có thể tham quan qua cái mẫu 10 ghế ở bên Mộc nhé mọi người nhé. Đây cho mọi người coi. Cái ghế mà của Mộc ấy, vì sao mà nó cứng? Mộc luôn luôn nói là các hàng của Mộc ấy, nó đều làm các khớp mộng hết. Chẳng hạn mọi người thấy à, các khớp ghép này đều có mộng và có keo hết. Đấy, trong này cũng vậy, bởi khớp ghép này đều có mộng có keo hết luôn. Đây cho mọi người coi dưới gầm. Nên mấy cái ghế này ấy, như Mộc nói là vì sao mà nó cứng là vì vậy. Đấy, các khớp ghép ở trên này cũng vậy nhé mọi người nhé. Các khớp ghép ở trên này cũng vậy à, đều có mộng hết. Nên một cái ghế như thế này ấy, là nó rất là lâu công. Và nữa là đẳng cấp nó rất là khác biệt luôn. Bình thường những bộ bàn ăn gõ đỏ bình thường mọi người thấy là Mộc bán những bộ 25-27 triệu thì nó là thuộc dạng gọi là tầm, gọi là hàng tầm khá thôi. Còn nếu mà mọi người muốn lên cái phân khúc gọi là Louis hoặc dạng loại cao cấp ấy, như cái kiểu kiểu ghế vua này ấy, thì nó lại lên là một đẳng cấp khác. Mọi người thấy ấy, những cái ghế mà đẹp ấy, cái thứ nhất là cái tựa này của nó này. Mọi người thấy là làm này sẽ lọng cong. Mọi người thấy không? Làm này lọng cong bởi vì khi mà mình ngồi ấy, thì nó sẽ ôm vô lưng của mình. Đấy, đây quay cho mọi người coi. Và nữa là cái chân này của nó là chân này xuống này nó lại cong ra luôn. Đấy không? Chân này cũng cong ra luôn. Thế này, như làm chẳng hạn như làm một cái ghế này thì nó sẽ mắc gấp 1.5 hoặc là gấp 1.7 lần so với một cái ghế bình thường. Đó, đấy tựa nó vừa cong ra luôn. Còn có những cái ghế mà Louis bây giờ Mộc nói là những hàng Louis trên thị trường ấy, mọi người bán cứ cái 2 triệu mấy, 3 triệu một cái, cái tựa nó làm thẳng băng à. Những hàng đấy là gọi là những hàng đểu thôi. Người ta làm cái kỹ thuật nó không có đúng. Còn nếu mà mọi người cứ biết đúng hay không ấy, mọi người cứ ngồi vô cái ghế này. Ngồi vô, thấy thoải mái không? Thấy êm lưng không? Ngồi ăn uống với trên cái bàn này, nó có dễ chịu không? Đó, thì mọi người quan trọng là cái là như vậy. Còn cho dù mọi người mua cái sản phẩm mắc cơ mấy, đắt tiền cơ mấy, nhưng mà cái thiết kế về mà chẳng hạn ngồi không thoải mái, ngồi mà cấn lưng đau lưng thôi, là cái thiết kế đấy là thiết kế lỗi rồi, là thiết kế sai rồi. Đấy, còn cái ghế này mọi người thấy không? Ghế rất là đẹp luôn, chân này, chân Louis này, lân Louis này, chạm mà này, mắt nai này, đẹp không? Ghế này dáng cong này, mọi người thấy cái ghế này nha, cái mặt của nó là làm cong này, sau hai cái này là làm bầu quấn vô, đấy, làm rất là đẹp luôn nha. Xong rồi cái ghế mặt tựa này, các tựa này là bình thường ấy, là người ta làm ấy, người ta không có làm vét theo kiểu này là chạy cái mộng vô và mình làm vét cái này luôn, mày thấy không? Vét luôn, đấy, cái này vét luôn để nó tạo điểm nhấn mọi người. À, chạy từng cái đường chỉ à. Đấy. Nên cái loại này nó thuộc dạng là gọi là phân khúc khác so với cả các bộ bàn ăn bình thường. Đấy, các bộ bàn ăn gõ đỏ bình thường thì mọi người thấy là cái bàn của nó là bàn nhỏ thôi. Cái bàn này thì nó là ngang 1m06, dài 2m2. Thì cái bàn này là bộ 10 ghế nhá. Kê vô bộ 10 ghế thì nhìn nó sẽ sang xịn và mịn hơn, hoặc là đẹp hơn á. Đó, đây cho mọi người coi mấy cái ghế này. Ghế này là gõ đỏ Nam Phi hết nhá mọi người nha, nhưng mà dòng vân đẹp thôi, dòng Neze vân đẹp. Đó. Ghế này là ghế kiểu vua nhá mọi người nha. Mình gọi ghế này là ghế kiểu vua bởi vì cái của nó nhô lên nó như một cái ngà vua vậy. Đấy, chạm mẫu thiết kế theo kiểu như vậy. Ghế kiểu vua. 10 cái ghế. Bộ này nếu mà bộ 8 ghế nhá, nó có bộ 8 ghế thì nó giá của nó chỉ có 39 triệu 900 thôi. Còn bộ 10 ghế này nó tới 46 triệu 900 một bộ này. 46 triệu 900 ngàn nha. Đấy là đang mua với giá tận xưởng sản xuất và khu làng nghề bên Mộc. Mua tận xưởng. Còn nếu mà mọi người mà đi ra Mộc nói là cửa hàng, nếu mà bán thì cũng phải 50 mấy 60 củ. Mấy cái mặt này, đây cho mọi người coi cái ghế. Thôi coi cái mặt bàn đi. Mặt bàn kiểu này như Mộc nói là kiểu hoàng gia thì nó sẽ có cái chạm, chứ cái này chạm hoàng gia này, và nó ghép cái các khớp nổi, ghép cái chạy cái chỉ nổi này.
Đấy. Và cái chạy cái chỉ nổi nó có cái hay, mọi người thấy chạy cái đoạn này nó đứt này, mọi người thấy không? Nó đứt đoạn này nhưng mà nó ghép rồi quay cái hai phần khớp ghép này nó khít với nhau vậy này, nó cũng nối liền luôn. Nó nối liền thành một cục luôn. Mọi người thấy không? Chứ không phải cục này một nửa xong cục này lại đầy nguyên một cục. Đấy, ghép là cái chuyển của nó là cũng phải đều luôn. À, từ cái cục này qua cái cục này nó là một cái chuyển đều luôn, mọi người thấy không? Để nó sẽ hình thành ra thành một cái cục của nó. Đấy. Để nó ghép này nó chuẩn như vậy. Chứ không phải ghép cục này cục kia xong rồi chạy loạn xì ngầu ấy mọi người nhá. Đó, các khớp ghép này rất là khít. Đấy, khớp ghép rất là khít. Cái vét này, cái mặt này là mặt 1/3 trẻ đi còn 1/2 và nó ghép thì nó cũng chạy vô cái khớp chỉ luôn. Đấy, cái kiểu này thì chạy cái này nó làm lâu công hơn và khó hơn nhá mọi người nha, bởi vì cái chỉ này khi mà mọi người cây ấy nó rẽ nở theo thời gian đấy thì cái chỉ này nhiều khi nó sẽ co rút và nó hở, nó sẽ rẽ nở. Còn nếu mà cái chỉ mà khép khép như của mộc ấy, hai chỉ mới khép nhau như đường chỉ ấy thì xài nó sẽ hé ra thì mọi người sẽ thấy. Còn cái loại này thì nếu mà cây nó co rút thì cũng sẽ không thấy đâu. Đấy, và cây tự nhiên thì mộc nó này bao giờ nó cũng sẽ có vết đây, mọi người thấy là nhiều khi nó có vết găng một chút này, mọi người thấy không? Đấy, nói chung là nó sẽ có vết cây nè. Nhiều khách hàng đi mua ấy, thì mọi người thấy là kêu là đòi tuyệt đối không có vết ấy, thì cây tự nhiên thì mọi người tốt nhất là mọi người đừng nên xài cây tự nhiên nữa, mọi người nên mua cái bàn ăn nhôm hay là bàn ăn nhựa ấy về để đó, cái đấy là mọc nó thiệt. Còn cây tự nhiên ấy, mình cho dù mình lựa cây cỡ mấy, tuyệt đối cỡ mấy chăng nữa thì nó cũng vẫn sẽ có lỗi đôi chút, chứ còn tuyệt đối 100% thì không có. Riêng đặc thù với bên mộc không có, khỏi coi khỏi hỏi. À, nhiều người vô mộc cứ hỏi đòi cây tuyệt đối, mộc kêu cây tuyệt đối bên em không có lẻ, không có hàng để bán. Đó. À, chẳng hạn như cái tấm mặt này, nhiều khi cái mặt này nhiều khi nó có cái vết cây mắt cây xíu vậy chẳng lẽ kêu bỏ nguyên tấm mặt này đi phải không? Đấy, nên nhiều khi là cây tự nhiên thì mình phải biết là cái này nó rô mắt và những cái khúc mà nó có mắt ấy thì nó mới có vân này, mọi người thấy là chẳng hạn như nhiều khi nó có cái nốt như thế này kiểu cây tự nhiên có nốt như vậy xấu quá rồi nó. Thì bây giờ chẳng lẽ kêu gắn cái mặt công nghiệp vô đó. Còn mọi người thấy cái bộ hoàng gia bàn ăn ghế kiểu vua này, bộ 10 ghế giá 46.900 nhá, mọi người thấy thế nào? Có thể coi và tham khảo ở bên mộc nha. Nói chung là mộc làm ăn ấy thì mộc hay tư vấn cho mọi người là có gì mà mộc tư vấn đó. Còn nhiều người ấy thì mọi người tự ái, nhưng mà tự ái thì thôi cũng kệ. Mộc tính mộc có sao mộc nói vậy. Mất lòng trước được lòng sau. Đó. À, đặc biệt là mộc sẽ bảo hàng 5 năm nước xé mặt nhá, nếu mà xe lớn. Sâu gỗ mặt gỗ hay là bị rụng tay chân ghế là mộc sẽ thay hoặc là đổi mới hoặc là bảo hành đổi mới cho mọi người. Đó. Đẳng cấp bên mộc nó rất là khác. Đó. À, giao tận nhà nhận hàng kiểm tra xong thanh toán. Không đúng thì có thể gửi trả lại nha. Rồi chào mọi người nha.